Xin chào mọi người, mình là Quế, kỹ sư nông nghiệp, hiện tại đang làm việc tại Hợp tác xã Nông dược tỉnh Sảng Đường. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người một video về cây xà đen. Xà đen là một cây dược liệu quý dùng để làm thuốc, phòng ngừa và hỗ trợ điều trị ung thư, tăng cường sức khỏe và nhiều tác dụng hữu ích cho sức khỏe như là thải độc tố, mát gan, ổn định huyết áp, máu nhiễm mỡ. Cây xà đen thì là một cây ưa mát, trồng ở vị trí càng mát thì lá sẽ càng to và dễ dàng phát triển. Với những công dụng tuyệt vời đó của cây xà đen thì Hợp tác xã Nông dược tỉnh Sảng Đường đã tìm hiểu, nghiên cứu và đưa về trồng cũng như là chế biến ra những sản phẩm để phục vụ nhu cầu của bà con nhân dân trong việc tăng cường sức đề kháng, bảo vệ sức khỏe và hỗ trợ điều trị ung thư. Trước hết thì việc trồng cây xà đen sẽ đem lại một thu nhập rất lớn cho bà con nhân dân ở đây. Và bây giờ hãy cùng mình đi thăm xem vườn cây xà đen của bà con trồng cho Hợp tác xã Nông dược tỉnh Sảng Đường đã trồng và chăm sóc thì hiện tại vườn đang như thế nào nhé. Với cây xà đen thì kỹ thuật trồng sẽ như sau. Thứ nhất, mình sẽ đào hố với khoảng cách là 20, chiều rộng 20, chiều dài 20 và chiều cao 20. Mình sẽ trồng cây xà đen với khoảng cách hàng cách hàng 1m và cây cách cây 80cm. Và đây là cây xà đen đã trồng được 2 tháng. Thì hiện tại cây xà đen đã bén rễ và phát triển rất là tốt. Cành chính đã cao được khoảng 50cm và bắt đầu cho ra những cành con. Đối với cây xà đen thì mỗi năm mình sẽ sới đất, làm cỏ, vun gốc 2 lần. Và mỗi lần sẽ vào tháng 12. Và một lần nữa thì vào khoảng tháng 8 hoặc tháng 9. Trồng và chăm sóc cây xà đen rất là đơn giản và đỡ rất là nhiều công sức, bởi vì một năm mình chỉ cần bón thúc một vụ vào mùa thu là được. Hoặc là mình sẽ phủ kín rơm rạ để tạo độ mùn tới xốp cho đất, cũng như là hạn chế được cỏ dại và giúp cho cây là phát triển được tốt hơn. Đối với cây xà đen thì từ năm thứ 2 trở đi chúng ta có thể thu hoạch bằng cách sẽ cắt tỉa bớt những cành chính, bởi vì sau này thì những cây cây này sẽ cho ra những cái cành gốc khác nữa. Và với cây xà đen này, mỗi năm mình có thể thu hoạch được 2 lứa vào khoảng tháng 4 và tháng 9. Với cây xà đen, nếu mình trồng và chăm sóc tốt có thể lưu gốc được trong vòng 10 năm và mỗi năm mình có thể cho thu hoạch được khoảng 2 lứa. Video của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Nếu như quý vị và các bạn cảm thấy hay, bổ ích và cần đáng quan tâm thì hãy nhấn like, đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.